Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Mỗi khi nhắc đến mini PC thì anh em sẽ thường nghe tới đó là mini PC khó chọn linh kiện, khó nâng cấp, giá thành cao. Vậy thì điều đó có đúng hay là không? Với một hệ thống mini PC cách đây một vài năm thì cũng khá khó tiếp cận với những người dùng, bởi vì hầu hết những cái linh kiện thì đều phải custom lại nếu như chúng ta muốn sử dụng một cách phù hợp. Thì với những anh em nào mà đang chuẩn bị bước chân muốn sắm cho mình một bộ mini PC hoặc là muốn tìm hiểu những cái lĩnh vực liên quan đến mini PC, muốn chọn linh kiện thật dễ dàng thì mình sẽ giúp cho anh em chọn mua những cái sản phẩm mini đơn giản nhất. Thì cái yếu tố đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là chúng ta sẽ lướt qua về khái niệm mini PC. Với mini PC thực tế ra là một bộ máy hoàn chỉnh với tất cả những linh kiện nằm gọn ở một trong vỏ case. Vì thế cái yếu tố đầu tiên đó chính là anh em cần phải lựa chọn một bộ vỏ case cực kỳ phù hợp để sau khi chúng ta hoàn thành tất cả những linh kiện khi chúng ta chọn mua và chúng ta lắp vào thì sẽ vừa luôn. Bởi vì nếu như anh em lựa chọn không cẩn thận mà không lựa chọn vỏ case trước thì khi mà lắp những linh kiện và chọn vào thì sẽ phải lựa chọn lại hoặc là phải custom lại. Mà khi mà chúng ta đã custom lại những thành phần linh kiện ở bên trong thì cái chi phí đội lên cũng khá cao và vì thế là không phù hợp lắm khi so với những bạn mới tập chơi những cái bộ mini PC. Và cái thành phần vỏ case đấy sẽ chi phối toàn bộ những linh kiện ở bên trong, từ hệ thống bo mạch chủ, tản nhiệt cho CPU, hệ thống nguồn điện này và tất cả những thành phần linh kiện khác, thậm chí là kể cả card đồ họa. Thì với chi phí đầu tư dành cho những người mới bắt đầu thì mình sẽ tư vấn cho anh em ở đây là một vỏ cây đến từ Sapa, có tên mã đầy đủ là Sapa IM01. Và đây là một sự lựa chọn phù hợp bởi vì với những vỏ cây mini thì hầu hết giá thành khá cao, bởi vì các anh em cứ nghĩ rằng là càng nhỏ thì chi phí càng thấp đúng không? Nhưng không, với những vỏ cây nhỏ thì họ sẽ phải tính toán và cân đo đong đếm những thành phần linh kiện bên trong. Thế nên càng nhỏ thì càng đắt tiền. Và với cái vỏ cây mức chi phí đầu tư là hơn 1 triệu đồng thì sẽ có cái thiết kế khá là chắc chắn khi mà toàn bộ những thành phần linh kiện đây đều được làm từ kim loại. Và cái mức chi phí hơn 1 triệu để chúng ta có thể sở hữu một vỏ cây cũng là một chi phí trung bình thôi khi mà chúng ta đã sở hữu. Và sau khi đã lựa chọn được phần vỏ cây phù hợp thì chúng ta sẽ chuyển sang thành phần linh kiện tiếp theo, đó là về main. Thì với vỏ cây Sapa IM101 hỗ trợ cả main mini ISDX và main macro ISDX, thế nên khi mà sử dụng thì mình sẽ lựa chọn mẫu main đó chính là B660i Aorus Pro. Thì đây là một mẫu main mini ISDX. Lý do mà mình lựa chọn những cái mẫu main mini ISDX bởi vì là hầu hết những cái dòng main mini thì đều được thiết kế tối ưu lại cho việc lắp đặt và sử dụng sao cho phù hợp nhất. Ví dụ như những hệ thống cấp điện dành cho CPU, hệ thống tản nhiệt cho khu vực cấp điện cho CPU, tức là khu vực VRM thì đều được đầu tư kỹ càng. Tuy nhiên thì những cái mẫu main mini thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến yếu tố nâng cấp. Cái yếu tố nâng cấp đây sẽ không thể nào thoải mái giống như những mẫu main tiêu chuẩn. Thế nên khi mà chọn mua mẫu main mini PC thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những phiên bản được trang bị đầy đủ. Ví dụ như phiên bản mình lựa chọn đây thì có được trang bị thêm cả Wi-Fi và Bluetooth 5.0. Các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến yếu tố là kết nối không dây sẽ như thế nào. Những cái thành phần linh kiện khác cũng được chăm chút đầy đủ, như khe PCIe được bọc thép và sẽ có một khe SSD. Và với khe SSD này thì sẽ được trang bị thêm những miếng heatsink tản nhiệt để có thể đảm bảo được cái vấn đề nhiệt độ khi sử dụng. Anh em cũng nên chú ý một chút, đó là những cái mẫu main mini thì đều có tiêu chuẩn là 2GB RAM. Thế nên trước khi mà mua và sử dụng thì anh em nên lựa chọn những thành phần RAM sao cho phù hợp nhất. Thì ở đây mình sử dụng là 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Tất nhiên là nếu như anh em có nhu cầu cao hơn thì hoàn toàn có thể sử dụng là 2 thanh RAM 16 với tổng dung lượng là 32GB, hoặc là những anh em nào có nhu cầu cao hơn hẳn đi thì chúng ta hoàn toàn có thể mua 2 thanh RAM 32 với tổng dung lượng là 64GB. Nhưng mà lúc đấy thì chi phí khá cao đấy, vì RAM 32GB thì cũng khá đắt và hơi hiếm. Vỏ case và main thì cần phải lựa chọn theo dạng mini. Còn riêng đến yếu tố thứ ba đó chính là thành phần CPU thì anh em hoàn toàn có thể chọn những mẫu CPU phù hợp với nhu cầu sử dụng là ưu tiên hàng đầu. Nếu như anh em nào mà sử dụng là những mẫu CPU cần cái hiệu năng cao thì có thể mua những cái dòng cao cấp. Còn nếu mà nhu cầu sử dụng cơ bản thôi thì có thể lựa chọn những cái dòng thấp cấp hơn để đảm bảo cái chi phí được tốt nhất. Thì với những cái mẫu CPU các bạn lựa chọn thì chỉ cần socket phù hợp với main là ổn, bởi vì CPU sẽ luôn có những tiêu chuẩn và kích thước cố định bất kể kích thước của main, nên to, main nhỏ thì cái dòng CPU tương thích với cái mẫu main đấy thì sẽ luôn có một kích thước duy nhất thôi. Thế nên việc cắm và mua sử dụng rất dễ. Thì mình đã cắm sẵn ở đây một mẫu CPU là CPU Intel Core i5 12600K và một hệ thống tản tháp 4 ống đồng. Đây chính là lý do mà mình đưa ra cái phần vỏ case phải lựa chọn kỹ càng. Khi mà anh em chọn xong CPU này thì lúc đấy chúng ta cần phải quan tâm đến đấy chính là cái hệ thống tản nhiệt cho CPU. Thì đối với mini PC, chúng ta nếu mà lựa chọn mà không kỹ càng ấy thì thậm chí khi mà chúng ta
cắm CPU này vào rồi này, chúng ta cắm hệ thống tản nhiệt, chúng ta đóng nắp sẽ bị không vừa. Nhưng khi mà mình đã lựa chọn kỹ càng rồi thì ở đây thì với một hệ thống tản tháp tiêu chuẩn thì mình hoàn toàn có thể đóng nắp lại cực kỳ dễ dàng. Và mình sẽ giải thích là tại sao mình lại cắm CPU dòng K lên main dòng B mà không phải là main dòng Z, và tại sao mình lại không dùng CPU Intel Core i5 12600 thường mà lại dùng Intel Core i5 12600K. Thì có hai lý do chính. Lý do đầu tiên đó chính là CPU Intel Core i5 12600 thường chỉ có 6 nhân và 12 luồng xử lý, nhưng khi sang đến dòng Intel Core i5 12600K thì lại có tới 10 nhân và 16 luồng xử lý. Lý do thứ hai đó chính là những bạn nào mà không quan tâm đến yếu tố ép xung thì hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu main dòng B để có thể tiết kiệm được chi phí, bởi vì những mẫu main mini và dòng Z thì giá sẽ cao một chút khi so với những mẫu main dòng B, và vì chúng ta không sử dụng cái tính năng ép xung thế nên dòng B sẽ là một cách để chúng ta có thể tối ưu được cái dòng tiền. Nhưng main B660 và tản tháp thì có tận dụng được hết hiệu năng của CPU Intel Core i5 12600K hay là không? Chắc chắn là có, và thật sự sẽ hết luôn hiệu năng của CPU Intel dòng K. Trước tiên thì mình sẽ nói về hệ thống tản tháp. Thì với hệ thống tản tháp ở đây là 4 ống đồng tiêu chuẩn và chắc chắn là sẽ đóng nắp được. Không đóng nắp được thì sao mình có thể để như này được? Thì cái khả năng tản nhiệt của hệ thống tản tháp dành cho CPU Intel Core i5 12600K thì mình sẽ xét trên khía cạnh là nhu cầu chơi game. Khi mà cái nhiệt độ CPU cao nhất chỉ là 50 độ C, rõ ràng đây là mát mẻ khi so với mẫu CPU dòng K và có tới tận là 10 nhân. Còn khi mà chúng ta stress test thử nghiệm với Prime 95 và stress test thêm cả AVX nữa thì chắc chắn bất kỳ một mẫu CPU nào cũng có thể đạt được là 100 độ C, hệ thống tản nào cũng sẽ gọi là đạt ghi là 100 độ C hết. Cái vấn đề ở đây không phải là tản nhiệt không tản được cho CPU và cũng không phải là do CPU quá nóng, bởi vì khi mà chúng ta stress test như vậy thì CPU tỏa nhiệt quá nhiều và quá nhanh. Với cái mức tỏa nhiệt như vậy và cái cách hoạt động như vậy stress test thì hầu hết những nhu cầu sử dụng hàng ngày, kể cả các bạn có render video, thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào mà đạt được giống như stress test. Tức là khi mà các bạn sử dụng thì cái nhiệt độ cao nhất mà có thể đạt được mình nghĩ sẽ chỉ loanh quanh khoảng từ 70 đến 80 độ C. Với những cái bộ PC nhỏ gọn như này thì ngoài việc tản nhiệt cho CPU thì các bạn cũng sẽ quan tâm đến một yếu tố nữa, đó chính là cái hệ thống bo mạch chủ, tức là cái khu vực cấp điện dành cho CPU thì có bị quá nhiệt hay không. Khi mình stress test bằng Prime 95 thì CPU sẽ tiêu thụ từ 150 đến 160W điện, và cái nhiệt độ của khu VRM, tức là cái khu vực cung cấp điện cho CPU, cao nhất thì cũng chỉ tới 72 độ C và trung bình ổn định là ở khoảng loanh quanh 50 độ C. Và để có thể đạt được cái mức nhiệt lý tưởng như vậy là do Gigabyte cũng đã khá đầu tư cho cái hệ thống heat sink tản nhiệt. Thì cái hệ thống heat sink này là hệ thống heat sink hình chữ U để có thể tản nhiệt được cho những hệ thống cung cấp điện dành cho CPU. Thì với cái hệ thống như vậy kèm theo cái mức nhiệt độ từ 50 độ C chúng ta khi sử dụng trong một thời gian dài thì chắc chắn sẽ là một trong những cái mức nhiệt độ lý tưởng để có thể sử dụng. Còn anh em nào mà là nghẽn thủ hay là nhiệt thủ nhìn vào cái mức nhiệt đấy còn kêu được nữa thì đúng là chịu luôn. Thành phần cuối cùng là VGA. Thì mình đã có cắm sẵn ở đây một phiên bản mini, một phiên bản một fan đến từ Colorful với tên mã đầy đủ là GeForce RTX 3060 iGame. Thì khi mà nhìn lướt qua thì nhiều anh em sẽ không nghĩ rằng đây là phiên bản đến từ Colorful, vì thông thường những thiết kế của cả Colorful trông khá là trung tính. Thì đối với những cái phiên bản đến iGame, những phiên bản dòng RTX 3000 series thì đã có một thiết kế đẹp hơn rất nhiều. Thì với phiên bản một quạt mini thì đầu tiên thì mình có một suy nghĩ rằng trông như này thôi thì xả vào chắc là sẽ hơi ọp ẹp, nhưng khi mà mình cầm vào thì thực tế mình thấy được là khả năng hoàn thiện những góc cạnh là rất tốt. Tất nhiên thì với một phiên bản một quạt này với cái chất liệu hoàn thiện xung ngoài thì làm bằng nhựa thôi thì anh em sẽ quan tâm đến cái vấn đề nhiệt độ thì có cao hay không khi mà chúng ta sử dụng. Thì mình cũng đã có xét trên khía cạnh đó chúng ta chơi game, và khi mà chúng ta full load bằng Fullmax khi mà chơi game thì mình đã lựa chọn để chơi game chế độ phân giải 2K thì nhiệt độ trung bình là chỉ từ 60 cho đến 70 độ C, còn cái nhiệt độ khi mà Fullmax thì sẽ là gần 80 độ C. Và nếu như bạn nào mà muốn mát mẻ hơn lựa chọn những phiên bản cả đồ họa để tránh và nhìn vào cái mức nhiệt của nó cao như vậy thì có thể lựa chọn những phiên bản cả đồ họa dài hơn hoặc là những phiên bản khác hai fan cũng được, vì quá đơn giản rồi. Còn với ba fan thì chúng ta sẽ cần phải đo cái diện tích trước xem có phù hợp để cắm những phiên bản ba fan hay là không. Về hiệu năng của RTX 3060 phiên bản mini thì có khác khi so với những phiên bản tiêu chuẩn hay không, thì theo đánh giá của mình là không. Thì mình đã có test ở đây là chế độ phân giải 2K bằng màn hình là LG 27GP850 với tần số quét là 165Hz, thì cái mức FPS mang lại đều rất cao với những cái tựa game offline như Horizon Zero Dawn, Shadow of Tomb Raider và Far Cry 5. Thì cái mức FPS khi chơi game mang
mang lại vẫn rất cao, bằng chứng là khi mà mình sử dụng benchmark thì cái mức FPS sẽ lên tới là từ 60 cho đến 80 FPS, và so với những cái mẫu cả họa phân tích 3060 tiêu chuẩn thì cái mức FPS mang lại đây là gần như là sự tương đồng. Đối với những tựa game online thì mức FPS thậm chí còn cao hơn nữa, khi mà những cái tựa game trung bình đều đạt từ 100 cho đến 300 FPS ở độ phân giải là 2K, và dĩ nhiên mình đã để max setting khiến cho cái quá trình trải nghiệm và sử dụng trên những cái mẫu màn hình có độ phân giải lớn này, tần số quét cao là cực kỳ thoải mái, mà cái chi phí đầu tư của chúng ta không quá lớn. Khi mà lắp tất cả những linh kiện lên, kể cả nguồn, thì ở đây mình cũng sử dụng một bộ nguồn tiêu chuẩn với những kích thước mà hầu hết các bạn đều thấy bên ngoài. Các bạn có thể ra bất kỳ một cửa hàng nào, bất kỳ một nơi nào đấy, hoặc là mượn của ai đó một bộ nguồn và cắm lên cái vỏ cây. Ở đây mình lựa chọn là Sama IM01, chắc chắn là vừa 100%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải để một khoảng trống một chút để có thể DJ, bởi vì vỏ cây không được quá rộng rãi, bởi vì mini mà. Cái cách DJ thì các bạn có thể lựa chọn là, một là chúng ta buộc lại gọn gàng, và cái thứ hai nữa là các bạn có thể lựa chọn sang những bộ nguồn module, để qua đấy thì chúng ta cần dây nào thì chúng ta cắm vào dây đấy. Thì sau khi mình lắp những linh kiện lên đây thì chúng ta vẫn còn những khoảng trống, thì mình đã lắp tổng cộng ở đây là 2 quạt, để có thể một quạt bên dưới để hút gió vào và quạt bên trên để thổi gió ra, để tránh cho cái tình trạng bí nhiệt, tức là nhiệt độ nó ở bên trong vỏ cây quá lâu. Khi mà nhiệt độ tỏa ra bên ngoài liên tục như này thì cái bộ mini PC chúng ta sử dụng trong một thời gian dài, kể cả các bạn có render hay làm bất kỳ một công việc nào quá nặng thì cũng hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng. Vậy thì ở đây có bao nhiêu anh em đam mê đã, đang và sẽ sử dụng một bộ mini PC, và có một cấu hình mini PC nào muốn mình làm hay không? Nếu có thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Đường link và cũng chi tiết về sản phẩm mình sẽ để ngay trong phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau.